Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng có một trò chơi nhỏ nhỏ này. Đây là một những cái câu hỏi cũng rất đơn giản thôi. Chúng tôi đã quay câu trả lời của chồng rồi. Bây giờ vợ sẽ trả lời coi trùng khớp với chồng hay không nha. Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu. Quỷ đen của chồng thường mua những thứ gì sau đây? A là quần áo, B là mỹ phẩm dành cho nam, C là chơi game online, D là độ xe. Mời Trân. Em biết chồng em là chơi game online, hay mua tướng, mua xu, mua vàng. Rồi độ xe nữa. Bây giờ mình có con rồi anh Linh. Mà anh chạy xe 300 phân khối, anh cứ thích lâu lâu anh giếm tiền của em đi giao hàng, không mang tiền về cho vợ. Ví dụ được 500 mình giếm mất 200. Rồi gom từ từ rồi thay cái về, thay cái thắng. Rồi mua hàng online nữa, mua hàng online rồi về toàn là về xe không à. Ừ, sao anh giếm tiền của vợ bán sầu riêng? Công sức của em đúng không anh? Có công sức thì phải nói vợ chia chứ sao mà giếm. Rồi cái về rồi chia sao nữa. Em ví dụ bán được 200 ngàn, em giếm hết 50. Cái về lấy 150 chia đôi, em 75 đây 75, coi như em lời rồi. Vợ mình lâu lâu cho vợ mình đi làm đẹp cái này, đôn cái này cho vợ miếng. Đôn mới kêu cho vợ miếng không đâu, toàn đôn vô xe không anh Linh. Em đôn gì nổi nữa. Dạ. Anh nói thôi để đôn xe cũng được. Nhưng mà anh Linh biết không, xe đó em đâu ngồi được đâu. Xe đua thì cái yên nó vậy à. Mà anh nhìn em vậy sao em ngồi toàn là chạy một mình thôi anh Linh. Trời ơi, vậy đâu tìm cái niềm vui riêng. Em đừng có được đi xe gọi là mô tô nữa. Em đổi cái xe bự hơn cho bà xã em đi. Xe luôn. Nói chơi cho vui chứ thật chất là gì, em cũng phải đừng có giếm tiền của vợ nữa. Đàn ông lúc nào mình cũng phải có quỷ đen hết chứ anh. Có quỷ đen luôn hả, thiệt luôn hả? Quỷ đen là nhiều. Em bắt được một lần. Ở đâu? 6 triệu. Hôm bữa em lục được trong túi áo khoác á. Em hỏi anh ổ tiền gì mà mới vậy, mà toàn từ 500 ngàn không. Xong ảnh cười cười mỉm mỉm. Anh làm cái gì đây anh, nói em nghe coi anh làm cái gì với số tiền này. Tại vì em nghĩ đàn ông mà có tiền trong người á kỳ lắm, nó sẽ phát sinh ra những thứ không đáng. Đúng rồi. Dạ. Hỏi ra một hồi mới biết là đi làm xe. Mà mỗi lần làm xe anh nghĩ bây giờ có con rồi mà chạy xe phân khối lớn thì nhiều khi nó có những cái không hay, thì vợ con để lại cho ai xài. Trời ơi. Em nghĩ cái sao quá. Nói chung là sao chuyện này về quỷ đen ít thôi nha. Thường quỷ đen người ta chừng 500 triệu, cách chứ 6 triệu. Đàn ông mà có tiền nhiều quá hư á. Như vậy thì em chọn cái gì đây? Độ xe. Độ xe cho nó nhiều cho tội nó nặng. Còn em gái, em sẽ chọn đáp án nào? Em cũng đang phân vân giữa quần áo với lại mỹ phẩm. Đừng có nói chồng em xài mỹ phẩm nha. Cũng có anh, nhưng mà em nghĩ quần áo hơn. Chồng em xài mỹ phẩm nữa hả? Có. Kem trộn như kia đó hả? Dạ. Kem trộn thì hơi quá. Cũng kiểu như dưỡng da. Trời ơi, đàn ông xài mỹ phẩm coi lại nha. Anh cũng lâu lâu anh cũng có xài đó. Rồi, như vậy là em chọn là... Em chọn quần áo. Quần áo đúng không? Dạ. Và bây giờ chúng ta nghe coi ông chồng đáp án có trùng khớp hay không. Với câu hỏi này á thì anh sẽ chọn là câu D. Độ xe. Chứ ra ngoài nói chuyện nha. Còn em? Em thì vợ kiểm soát nó gắt gao lắm, nên là cái quỹ đen nó không có nhiều. Nên là cái A, B thì phù hợp với em hơn. Còn D thì em phải chờ vợ duyệt. A thì em tiêu tốn nhiều hơn. Quần áo, chúc mừng luôn. Câu hỏi đầu tiên thì hai bà vợ gần như trùng khớp với ông xã. Một, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chồng hay giúp vợ vào những việc nhà nào? A là bếp núc, B là trông con, C là dọn dẹp nhà cửa, D là giặt đồ, phơi đồ. Mời em. Cái nào? Em nghĩ là trông con. Trông con hả? Trời giỏi vậy hả? Nói chung là ép buộc thôi. Ép buộc mới làm hả? Ví dụ như giờ chọn giữa công việc giờ đi xuống bếp nấu, hay là dọn nhà, hay là giặt đồ đây. Thế thôi thà trông con cho. Rồi vậy là những cái việc kia chưa bao giờ chồng làm đúng không? Không biết làm. Trời ơi, hèn chứ con tự bọt mà. Con cưng mà ha. Dạ. Rồi bên đây. Chồng em hầu như là trừ bếp núc ra thì làm hết mấy cái này luôn anh. Ngoài cái chuyện giếng tiền ra, cái chuyện này giỏi á. Bây giờ cái việc vất vả nhất là trông con đi, em sẽ chọn trông con. Sinh cho một đứa y như ảnh luôn, không giống em cái gì hết. Cho nên là giống ai của ai thì người đó lấy. Của ai thì người đó coi. Đúng rồi. Không giống em cái gì hết anh Linh ơi. Thôi vậy để đứa nữa đi. Dạ. Để giống em ha. Giống ảnh tiếp cho anh coi. Chúng ta xem đáp án. Cái này thì em cũng không hay giúp vợ lắm, nhưng mà cái giúp nhiều nhất thì em là C. Em hay dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Em chọn chăm con. Dọn dẹp nhà cửa. Ồ, trong suy nghĩ của em là em xiên hơn chứ ai ngờ vợ em nghĩ em vậy luôn. Chăm con. Như vậy là tiếp tục hai bạn lại có một đáp án chính xác.
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Thói quen ăn uống của chồng như thế nào? A là ăn vặt, B là kén ăn, C là hấu ăn, D là chế độ ăn keto. Mời em gái. Chồng em vừa hấu ăn và vừa kén ăn anh Linh. Cái lần sao? Dạ, hấu ăn là cái gì anh cũng ăn được hết. Anh ăn nhiều cái ngộ lắm. Thịt ram ăn với canh chua, trang với nhau ăn à. Dạ, vừa thịt ram vừa canh chua mà kén ăn á, thì là không bao giờ ăn cá, chỉ ăn thịt thôi. Mà hôm nào mà nấu cơm em chỉ nấu cá thôi là đi xin trứng ăn một bữa. Không, kén rất là kén ăn à. Dạ. Cứ hấu ăn những cái gì mình thích thôi. Dạ. Còn cái mình mà cái nào không thích là coi như không ăn luôn. Dạ, em chọn kén ăn. Kén ăn. Dạ. Chiên trứng ăn mình ha, cái nào cũng được là tự đi ăn mình ha. Dạ. Bên đây không biết chọn là hấu ăn hay ăn vặt. Ăn vặt cũng nhiều lắm, anh ăn bánh tráng trộn, snack, ăn rất là nhiều thứ luôn. Mà cũng hấu ăn nữa. Như cái nào nhiều hơn? À, em chọn hấu ăn. Hấu ăn ha. Có đôi khi có khi nào dành ăn với vợ không? Cũng có. Trời ơi, dành ăn với vợ luôn á hả? À, bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án nha. Trước khi cái chương trình này điện em thì em là ăn vặt á. Xong rồi sau đó em chuyển sang chế độ ăn keto để nó bắt để tham gia chương trình á. Em nên em chọn là cô D, chế độ ăn keto. Rồi xong. Cái này là thấy không hiểu ý nhau rồi. Còn anh thì mấy chế độ thì hình như không có, anh ăn uống bình thường lắm. Chắc là cầu C, thì chắc anh cậu cầu C ăn nhiều chứ không phải là hấu ăn. Tại anh cũng tập thể thao cho nên cũng ăn hơi nhiều. Là cậu đó phù hợp với anh nhất luôn hả? À, như vậy là ở câu thứ 3 thì như hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng đều không hiểu với nhau.